Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming nha. Và Di Khải chúc anh em xem video vui vẻ mày. Và bây giờ thì Khải sẽ bây giờ Khải sẽ giao dịch trung gian dùm cái bóng tốc độ đánh sát thương của cái bang quân ghẻ mua nha anh em. Nói chung giao dịch dùm quân ghẻ nha. Khải này. Nghe nói là bao nhiêu thì Khải không biết, là tới tốc 30 sát thương 25% dùm 1 triệu quá. Ok. Đấy anh em. Dùng cái bóng mà mua cái này đánh cũng easy rồi. 15 kim, 14 kim. Quá wow, ok. Đã nhận. Bơm mà nó giao dịch bắn tiền đi. Đọc hai tờ em cho cun ghế. Rồi, nói chung là giao dịch dùm cái bóng rồi nè. Đó. Đây, tóc. À, đây anh em, cho anh em xem. Đây, nó bị dính cái màn hình like, dính cái màn hình cam. Đây. Top 30, thứ 25 dòng 1. Trong dòng 1 là easy rồi. Mua bao nhiêu mình không rõ, nhưng mà nghe nói là 1 triệu thì khoảng 14-15 kim. 45 kim cái bóng này nói chung là đánh quá easy rồi. Cái bóng bóng ổng thì không có sát thương. Cái bang thì mang top 20 thì đạt móc rồi nha anh em. Cái bang thì nó tốc độ đánh trong người sẵn là 65, thì nó mang cái này thì nó là 85 thì 95 thì 95 thì nó cũng đạt móc 81 thôi. Vừa móc 81 rồi nè. Nói chung là 20 là đạt móc rồi. Đây mua 30 thì cũng easy. Quá đẹp. Rồi đợi 3 giờ giao dịch qua cho con ghẻ nha anh em ơi. Anh em xem đừng quên ủng hộ cho Khải một like chia sẻ nha. Và anh em cùng xem nhẹ set đồ của cao thủ con ghẻ thử nha. Đây là cái băng bóng nha anh em. Cái băng bóng trong băng Khải nha anh em. Đây là cái ánh đổ trong kênh cái YouTube Khải luôn nè. Một dây chuyền ngọc bội, ngọc bội 523. Bỏ hiệp cốt 523. Rồi nhẫn 530, đai lưng 530 sinh lực cao, nhẫn chón kháng hỏa sinh lực không có nội lực, bao tay kháng lôi 15 sinh lực lực, nón kim, áo thổ, dây chuyền thổ, bóng thì bóng sát thương cao, không có tốc độ đánh, giày tóc 38, cắn hỏ và chón 20. Nhận tiền chưa? Đã nhận, ok. Dịch rồi đây mày. Rồi, giao dịch giùm anh Đỗ nè. Chịu chơi, nói chung là cái băng bóng thì mang cái bóng này thì vào tống kim đánh mới đạt tóc nè mày. Chứ còn ngồi đây cánh là 100 thì 100 165. Nói chung là cũng như nhau thôi. Cái bóng này thì bơ can ngồi sướng hơn. Bên cái bóng này thì bơ can ngồi sướng hơn. Còn mà tống kim thì mang bóng kia. Ok, xong. Rồi, đem xem lại cái bóng. Đó, đủ chắc chưa? Cái bóng bóng chắc chưa? ok, nói chung anh em video thì đừng quên ủng hộ cho Cool Ghé cũng như Khải một like chia sẻ nha mày. Và anh em ở server cũng như là server nào cũng được. Muốn trung gian gì thì cứ inbox cho Khải nha. Inbox cho Khải thì Khải sẽ trung gian giùm cho. Còn phí thì tùy theo thôi anh em. Anh em ví dụ như những cái món phí mà cao cao thì tùy anh em trả như thế nào anh em gửi thôi. Cho vui thì cũng như là cà phơ, cà pháo thôi nè. Không dám lấy phí cao. Đó, rồi. Ok, sẽ đồ của Cool Ghé cái bóng bóng nha mày. Bye bye, chúc anh em xem video vui vẻ nha. Anh em nào thích trung gian cái món nào thì cứ bị em Khải nha mọi người.